Thử nha, thử bài toán là tính tổng các phần tử trong mảng. Ok không? Có mảng rồi, giờ muốn xuất tổng phần tử trong mảng. Rồi bây giờ nè, for in y bằng 0, y nhỏ hơn mảng chấm len y cộng cộng. Rồi, vậy trong đây là tôi có là, dù tôi có là e thứ y, tức là một phần tử đúng không? Vậy giờ tôi muốn tính tổng phần tử thì tôi sẽ làm một cái giống vậy nè, in tổng bằng không đi. Rồi tôi có nè, tổng bằng tổng cộng e thứ y, được không? Cộng dồn cộng dồn, tức là tôi muốn tính tổng thôi. Còn tôi mảng thì tôi chơi cái trò là tôi duyệt từ đầu mảng của mảng, tôi có lấy phần tử ra tôi cộng dồn vô tổng, lấy phần tử tiếp theo cộng dồn vô tổng, lấy phần tử tiếp theo cộng dồn vô tổng, thì cuối cùng là tôi có cái tổng, phải không? Cuối cùng tôi xuất ra. Đứa kia làm ơn bớt nói đi. Ráng học lên, nói trời ơi, cái môn nó khó mà cứ như chơi vậy đó. Rồi, 5, 2, 5, 6 nó ra tổng 18 nè. Chịu không? Rồi, bây giờ tôi nói một cái nữa. Tính tính số tìm ha, tìm đi, tìm số lớn nhất trong mảng. Rồi, nghĩ thuật toán tìm số lớn nhất trong mảng nha. Rồi giờ tưởng tượng như thế này đi, tưởng tượng bây giờ tôi dẫn con tôi đi vô trong siêu thị mua đồ chơi đúng không? Rồi tôi nói là giờ ba chỉ có tiền mua, ba sẽ mua cho con một món, con lựa đi. Một món thôi nha, không mua nhiều, không có tiền. Thì nó sẽ làm sao? Nó có phải là nó sẽ, nó mua món nó sẽ phải lựa cái món nó thích nhất đúng không? Lựa món nó thích nhất. À, nhưng mà nếu mà người lớn mình á thì mình vô, mình người lớn bắt cỡ đâm ra vô là sao? Liếc lướt bằng con mắt đúng không? Mà nó không thích nó đâu biết nó làm gì, nó chơi trò là trò tác cạn á. Tác cạn là làm sao? Nó lợi ngay quầy đầu tiên. Nó lụm đại đó. Nó lợi quầy đầu tiên, nó lụm đại. Sau đó nó cầm cái món của nó đó, nó qua quầy thứ hai thì nó sẽ so sánh cái món trên quầy thứ hai với cái nó đang cầm. Nếu mà cái trên quầy thứ hai mà nó đẹp hơn cái nó đang cầm thì nó làm chuyện gì quý vị? Dục cái nó đang cầm, lụm món thứ hai, phải không? Cái nó qua quầy thứ ba nó cũng làm lại quy trình đó. À, cái đang quầy mà đẹp hơn, dục cái nó đang cầm, nó lụm cái đầu quầy thứ ba. Mà thí dụ nó qua quầy thứ tư, nó so sánh cái nó đang cầm với quầy thứ tư, nó thấy xấu hơn, nó làm gì? Làm lơ đi qua, phải không? Hiểu cái ý tưởng không? Cái vậy thì cuối cùng nó duyệt từ trên duyệt xuống thì cuối cùng nó phải lựa được cái nó thích nhất, đúng không? Hợp lý không? Rồi viết vậy này nha, vô lụm liền đi. Lụm liền cái thích nhất là tính gì tính, hiểu chưa? Rồi nó bắt đầu duyệt nè, for in y bằng không, y nhỏ hơn e chấm len y cộng cộng. Rồi giờ xét làm sao? Nếu cái nó đang cầm trên tay mà nhỏ hơn cái trên quầy hiện tại thì làm gì? Lụm, phải không? Ngược lại làm lơ với chi chấm mệt, phải không? Rồi vậy cuối cùng mình số lớn nhất cộng sin n cho nó xuống hàng cho đẹp, này cũng sin n luôn, này là tính tổng nha, nó riêng nha. Rồi chịu không, hiểu thuật toán này không? Tìm số lớn nhất trong mạng rồi, giờ thử coi ba nhập bập yeah. Số lớn nhất 7, phải không? 5, 3, 7, 4, 5. Chịu chưa? Lớn nhất là 7. Hợp lý không? Đây là gì?